Chào mừng các bạn đã đến với channel của trang mua sắm trực tuyến Meta.vn. Tên sửa nhà tắm là một thiết bị không còn xa lạ với nhiều người dùng Việt Nam. Hiện nay, xu hướng quan tâm đến những chiếc đèn hồng ngoại có khả năng sưởi ấm đang ngày một tăng cao. Những chiếc đèn sưởi này sẽ góp phần cải thiện và bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình bạn. Trong video ngày hôm nay, Meta xin giới thiệu đến các bạn top 3 sản phẩm đèn sưởi nhà tắm đang được ưa chuộng nhất hiện nay. Đó là đèn sưởi Brancol KB03G, Hans H2B và Cotman K3BH. Ngay bây giờ hãy cùng Meta khám phá chi tiết 3 sản phẩm này nhé. Như các bạn có thể thấy, cả 3 sản phẩm của chúng ta đều có thiết kế sang trọng và hiện đại. Đèn sưởi nhà tắm Brancol KB03G có màu vàng bóng đẹp mắt. Đèn sưởi Hans H2B có tông màu bạc tinh tế và nhẹ nhàng. Đèn sưởi Cotman K3BH có màu vàng kết hợp bạc sang trọng. Brancol KB03G và Cotman 3 bóng K3BH sở hữu 3 bóng đèn sưởi, trong khi đó Hans H2B sở hữu 2 bóng đèn sưởi. Đèn sưởi nhà tắm Brancol KB03G và Cotman 3 bóng K3BH phù hợp sử dụng cho nhà tắm có diện tích từ 4m2 đến 6m2. Đèn sưởi Hans H2B phù hợp với nhà tắm có diện tích nhỏ hơn, từ 2m2 đến 4m2. Đèn sưởi của cả 3 sản phẩm đều được làm bằng chất liệu thủy tinh cao cấp, có khả năng chịu nhiệt tốt, chống nước hiệu quả và chống chập điện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng khi đèn bị dính nước. Tuổi thọ bóng đèn của 3 sản phẩm đều trên 10.000 giờ, tương đương với khoảng 6 năm sử dụng, giúp bạn tiết kiệm chi phí đáng kể. Đèn sưởi của 3 sản phẩm thuộc loại đèn hồng ngoại. So với đèn sưởi thông thường thì các thiết bị sưởi này sử dụng tia sáng hồng ngoại sẽ không làm khô da, không gây chói mắt và không hề đốt cháy oxy, vì vậy rất an toàn với sức khỏe của cả người già và trẻ nhỏ. Hơn nữa, tia hồng ngoại còn giúp tăng cường trao đổi chất và lưu thông máu, nhờ đó giảm sưng, đau, phù nề và thấp khớp. Ngoài ra còn giúp tinh thần của người dùng trở nên thư thái hơn. Đặc biệt, Brancol KB03G còn có chức năng ion âm, giúp làm sạch không khí một cách hiệu quả. Rất tiếc là 2 sản phẩm còn lại chưa được tích hợp tính năng này. Để bật đèn sưởi, bạn chỉ cần bật công tắc trên mỗi đèn. Bật công tắc 1, đèn 1 sẽ sáng. Bật công tắc 2 thì đèn 2 sẽ sáng. Với loại đèn sưởi 3 bóng như Brancol KB03G và Cotman 3 bóng K3BH thì để bật cả 3 bóng, bạn chỉ cần bật cả 2 công tắc 1 và 2 cùng lúc, bóng thứ 3 sẽ sáng. Về công suất, đèn sưởi nhà tắm Brancol KB03G và đèn sưởi nhà tắm Cotman 3 bóng K3BH có cùng tổng công suất là 825W. Đèn sưởi Hans H2B 2 bóng có công suất nhỏ hơn là 550W. Về giá bán thì mức giá của Cotman 3 bóng K3BH có mức giá cao hơn so với 2 sản phẩm còn lại. Nhìn chung thì cả 3 sản phẩm đều có mức giá rất phải chăng, phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng Việt. Đèn sưởi nhà tắm Brancol KB03G có thiết kế sang trọng, hiện đại với màu vàng gold, sở hữu 3 đèn sưởi hồng ngoại cao cấp, công suất sưởi lớn 825W, phù hợp với nhà tắm có diện tích từ 4m2 đến 6m2, có chức năng ion âm, giúp làm sạch không khí một cách hiệu quả. Đèn sưởi nhà tắm Hans H2B có thiết kế gọn gàng với màu bạc tinh tế, sở hữu 2 bóng đèn hồng ngoại, công suất sưởi 550W, phù hợp với nhà tắm có diện tích từ 2m2 đến 4m2. Đèn sưởi nhà tắm Cotman 3 bóng K3BH có thiết kế hiện đại với màu vàng bóng kết hợp màu xám bạc sang trọng, sở hữu 3 bóng đèn hồng ngoại, công suất sưởi 825W, phù hợp với nhà tắm có diện tích từ 4m2 đến 6m2. Vừa rồi Meta đã giới thiệu đến các bạn top 3 sản phẩm đèn sưởi nhà tắm bao gồm Brancol KB03G, Hans H2B và Cotman 3 bóng K3BH. Với khả năng sưởi ấm hiệu quả và giá cả phải chăng thì 3 sản phẩm này chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn và cả gia đình vào mùa đông này. Để đặt mua sản phẩm, các bạn hãy truy cập vào website meta.vn hoặc gọi điện trực tiếp đến hotline tại Hà Nội 024 3568 6969, tại thành phố Hồ Chí Minh 028 3833 6666 để được tư vấn mua hàng. Meta giao hàng trên toàn quốc và miễn phí giao hàng đối với khu vực nội thành Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhớ nhấn like, subscribe và nhấn chuông để cập nhật những sản phẩm mới nhất từ Meta. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!